xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Châu Chi TV. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn những bộ hình dán siêu đẹp, siêu dễ thương này nhé. Nào, chúng ta cùng khám phá thôi. Let's go! Các bạn đừng quên đăng ký và nhấn chuông để đón chờ những video mới nhất từ Châu Chi TV. Chúng ta cùng khám phá bộ hình dán dẻo này trước nhé. Trong bộ hình dán này gồm có một chiếc vòng siêu xinh. Phía trước còn có một mặt đá có hình một nàng công chúa xinh xắn. Đặc biệt hôm nay không có gì. Mình sẽ dán bộ này vào quyển sổ các bạn nhé. Bộ sticker này là bộ sticker dẻo nên rất là dễ dán và dễ chơi. Và cũng rất là thích nữa. Trong bộ này gồm có hai nàng công chúa và đều có mái tóc màu xanh. Nàng công chúa thứ nhất, mái tóc của nàng dài tới tận eo. Còn nàng công chúa thứ hai, mái tóc của nàng vừa dày vừa to và dài xuống tận chân. Nào cùng chọn đồ cho hai nàng công chúa. Các bạn ơi, trang phục của bộ hình dán này rất là đẹp các bạn nhé. Đầu tiên là một chiếc váy xòe rộng đang tung bay trong gió. Chiếc váy thứ hai có sẵn một đôi giày. Hai chiếc váy đều rất là đẹp phải không nào? Tuy nhiên mình sẽ lựa chọn chiếc váy đầu tiên trước các bạn nhé. Một chiếc vương miện siêu to khổng lồ, phía trên còn đính một viên đá quý. Nàng công chúa thứ hai cũng mặc một chiếc váy đang tung bay trong gió. Chiếc váy của nàng có màu tím xen lẫn màu xanh. Nhớ đi giày cho hai nàng công chúa nhé. Hai nàng công chúa của chúng ta có hai đôi giày giống hệt nhau. Wow, thật là xinh. Hãy thả tim cho hai nàng công chúa nhé. Dán thêm các phụ kiện nữa nào. Một chiếc đèn, một ấm trà, một bình chứa nước phép thuật, một chiếc đồng hồ cát, một chiếc túi xách xinh xắn. Chúng ta tiếp tục thay đồ cho các nàng công chúa nhé. Các bạn ơi, bộ hình dán này có rất là nhiều trang phục. Mình sẽ lần lượt thay cho các nàng công chúa. Nàng công chúa thứ hai mặc một chiếc váy cúp ngực xòe rộng. Nàng đội một chiếc mũ giống như một chiếc vương miện ở trên đầu. Còn nàng công chúa thứ nhất có một chiếc ô màu tím cực kỳ xinh. Còn rất là nhiều phụ kiện nữa, chúng ta tiếp tục trang trí cho bức tranh các bạn nhé. Trong hai nàng công chúa, các bạn thích nàng công chúa nào hơn? Hãy để lại bình luận dưới video này cho mình biết nhé. Vẫn còn rất nhiều trang phục, mình sẽ tiếp tục lựa chọn những chiếc váy xinh xắn để thay cho hai nàng công chúa. Một chiếc váy nhiều tầng bồng bềnh thay cho nàng công chúa thứ hai. Vẫn là một chiếc váy màu tím cúp ngực, chúng ta sẽ thay cho nàng công chúa thứ nhất. Cùng ngắm nhìn hai nàng công chúa và tủ đồ của nàng nào. Wow, toàn là màu tím thôi. Chúng ta cùng khám phá sang bộ hình dán thứ hai nào. Lựa chọn bộ nào chơi trước nhỉ? Mình sẽ lựa chọn bộ này nhé. Bộ này có màu tím, nhưng màu tím hơi xanh. Trong bộ hình dán này gồm có 4 tấm sticker. Mỗi tấm có một nàng công chúa xinh xắn với những biểu cảm khác nhau. Ngoài ra còn rất là nhiều những sticker dễ thương khác nữa. Nào, chúng ta cùng khám phá bộ hình dán này nhé. Đầu tiên là một nàng công chúa có mái tóc màu tím.
Nàng trông thật dễ thương. Các bạn để ý xem, trên tay nàng có một con bướm kìa. Nàng mặc một chiếc váy đuôi cá dài xuống tận chân. Xung quanh nàng là những ngôi sao lấp lánh. Dán thêm những phụ kiện nữa nhé. Một phong thư, phía trong có hình một con bướm nè. Một giải hoa, ngồi bên cạnh là mẹ nàng. Bà đang trầm tư, suy nghĩ, thưởng thức những tách trà thơm ngon và ngắm đàn cá vàng trong chiếc bể cá nhỏ nhỏ xinh xinh này. Wow, thật là đẹp phải không nào? Mình rất là mê bộ sticker này, không biết có bạn nào có chung sở thích với mình không? Bạn nào cũng thích bộ hình dán này, hãy để lại bình luận dưới video này cho mình biết nhé. Khung cảnh thật là nên thơ và lãng mạn phải không nào? Cùng ngắm nhìn lại bộ hình dán thứ hai nào. Tiếp tục chúng ta cùng khám phá sang bộ hình dán thứ ba. Các bạn ơi, trong các video trước mình đã chơi cho các bạn xem rất là nhiều bộ hình dán thứ ba này rồi. Bộ hình dán này cũng có chất liệu dẻo các bạn nhé. Trong mỗi bộ hình dán đều có hai nàng công chúa xinh xắn với rất là nhiều những trang phục nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với những phụ kiện bé tẹo teo teo. Nào, chúng ta cùng lên đồ cho các nàng công chúa nhé. Mỗi một set đồ sẽ gồm có váy nè, giày nè, nơ nữa nè. Ngoài ra còn có những phụ kiện xinh xinh khác như khuyên tai, vòng cổ hay là những chiếc túi sách xinh xinh. Chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc túi sách phù hợp với trang phục của các nàng công chúa nhé. Các bạn ơi, các bạn có thích bộ hình dán thứ ba không? Hãy để lại bình luận dưới video này cho mình biết nhé. Cùng ngắm lại ba bộ hình dán xinh xắn ngày hôm nay nào. Các bạn ơi, trong ba bộ hình dán, các bạn thích bộ hình dán nào nhất? Trong các nàng công chúa, các bạn thích nàng công chúa nào nhất? Hãy để lại bình luận dưới video này cho mình biết nhé. Video dán sticker những nàng công chúa xinh xắn và dễ thương đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.